Việc nội soi đại tràng là hết sức cần thiết. Hiện nay thì nội soi đại tràng là một cái quy trình rất là an toàn và không có gây biến chứng gì hết. Ba mẹ bị ung thư đại trực tràng, anh chị em bị ung thư đại trực tràng cũng nên đi soi. Nội soi chúng ta có thể can thiệp được trực tiếp nếu mà phát hiện những cái tổn thương mà những cái phương pháp như khác như là CT, MRI chúng ta không thể can thiệp. Có rất là nhiều xét nghiệm để chẩn đoán cái bệnh lý đại trực tràng như là xét nghiệm phân, xét nghiệm máu. Nhưng mà hiện nay thì nội soi đại trực tràng gần như là thay thế những cái phương pháp đó, bởi vì những cái hiệu quả của nội soi đại trực tràng nó cao hơn rất là nhiều. Theo dõi cộng đồng Doctor Network để không bỏ lỡ thông tin y tế quan trọng. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề hiệu quả nội soi đại tràng trong phát hiện sớm các bệnh lý đại tràng. Để có thể hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc soi đại tràng thì ngày hôm nay chương trình rất là vinh dự được mời đến đây bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Tấn Huân, một trong những chuyên gia trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa và nội soi tiêu hóa. Xin chào quý khán giả và MC Tú Duyên. Mình là bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Tấn Huân. Hôm nay mình rất vui khi được tham dự chương trình Bác sĩ nói gì để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nội soi đại trực tràng. Kính thưa quý vị, hiện nay thì với sự phát triển của y học hiện đại, rất là nhiều những cái căn bệnh nguy hiểm có thể được phát hiện và điều trị sớm. Trong đó thì các bệnh lý liên quan đến đại tràng cũng không ngoại lệ. Và nội soi đại tràng là một trong những cái phương pháp hiệu quả giúp chúng ta có thể sớm phát hiện được những cái bệnh lý nguy hiểm như là polyp, viêm loét và thậm chí là ung thư. Tuy nhiên thì không ít người vẫn còn e ngại về cái phương pháp này và tự hỏi rằng là liệu cái phương pháp này nó có cần thiết và thực sự hiệu quả hay không. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với bác sĩ Huân tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Để mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay thì sẽ có một tình huống từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Chào bác sĩ, bố tôi năm nay 60 tuổi và gần đây bị rối loạn tiêu hóa, thỉnh thoảng bị đau bụng và đi ngoài ra máu. Gia đình có đề nghị nội soi đại tràng để kiểm tra, nhưng bố tôi khá lo lắng vì nghe nói nội soi rất là đau và dễ gây ra biến chứng. Bác sĩ cho tôi hỏi là trong trường hợp của bố tôi thì nội soi có thật sự cần thiết hay không? Và liệu cái quy trình này có an toàn và giúp phát hiện sớm các bệnh lý nghiêm trọng như là ung thư hay là viêm đại tràng hay không ạ? Triệu chứng đi cầu ra máu và rối loạn tiêu hóa là một trong những cái triệu chứng thường gặp của đường tiêu hóa dưới. Vì vậy và việc nội soi đại tràng là hết sức cần thiết. Hiện nay thì nội soi đại tràng là một cái quy trình rất là an toàn và không có gây biến chứng gì hết. Nội soi đại tràng thì hiện nay được nội soi không đau thì rất nhiều cơ sở y tế đã được áp dụng. Vì vậy bạn yên tâm về cái vấn đề nội soi không đau và rất là an toàn. Dạ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết rằng là nội soi đại tràng là gì và mục đích chính của cái việc nội soi đại tràng là gì ạ? Nội soi đại tràng là một cái thủ thuật mà cho phép bác sĩ có thể nhìn thấy trực tiếp bên trong lòng của đại tràng qua một cái ống soi, và trên cái ống soi đó chúng ta có gắn một cái camera và một cái đèn để bác sĩ nhìn thấy trong những cái tổn thương nếu có ở trong lòng đại tràng và có thể can thiệp. Thì mục đích của nội soi đại tràng là có ba mục đích chính đó. Thứ nhất là để chẩn đoán bệnh lý giống như trường hợp ba của bạn. Thứ hai là để can thiệp điều trị và theo dõi một số các cái bệnh lý đại trực tràng. Và thứ ba là để tầm soát ung thư đại trực tràng đối với những trường hợp chưa có triệu chứng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái bệnh lý nào mà sẽ được phát hiện thông qua cái việc là mình nội soi đại tràng ạ? Có rất nhiều bệnh lý có thể phát hiện thông qua việc nội soi đại trực tràng. Ví dụ như trĩ rò hậu môn, hoặc là một số bệnh lý Crohn, bệnh viêm loét đại trực tràng, bệnh lao, bệnh viêm túi thừa và một số cái tổn thương tiền ung, ví dụ như là polyp hoặc là ung thư đại trực tràng. Dạ, vậy thì tại sao cái việc mà mình phát hiện ra những cái bệnh lý liên quan tới đại tràng đó sớm thì lại quan trọng ạ? Việc phát hiện sớm thì sẽ giúp cho bệnh nhân sẽ được điều trị sớm và giảm về chi phí và tăng cái khả năng điều trị thành công của cái bệnh đó. Bác sĩ có thể cho biết thêm về việc là nội soi đại trực tràng và nội soi đại tràng sigma có sự khác biệt gì? Để hiểu rõ về cái vấn đề hay sự khác biệt của hai cái vấn đề này, chúng ta phải biết về đại tràng. Đại tràng thì nó gồm có 4 đoạn. Thứ nhất là từ hậu môn đi lên sẽ là trực tràng, sau đó đến đại tràng sigma, đại tràng xuống, đại tràng ngang, đại tràng lên và manh tràng. Thì nội soi đại tràng sigma là chúng ta chỉ soi từ một đoạn ngắn từ dưới hậu môn đi lên tới đại tràng sigma, khoảng 40cm tính từ hậu môn. Còn nội soi đại trực tràng là chúng ta soi hết toàn bộ đại tràng từ hậu môn đi qua các đoạn đại tràng
và có thể lên một đoạn ngắn của ruột non. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi mà Tú Duy nghĩ là rất là nhiều những cái bạn khán giả đang quan tâm, đó chính là quá trình nội soi được thực hiện như thế nào ạ? Quá trình nội soi này thì việc đầu tiên là bệnh nhân sẽ được hướng dẫn làm sạch ruột bằng cách uống thuốc sổ. Thì cái quá trình uống thuốc sổ này tới lúc nội soi sẽ kéo dài tầm 3 tới 5 tiếng tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, đáp ứng thuốc của bệnh nhân. Và sau khi uống thuốc sổ, bệnh nhân sẽ đi cầu cho tới khi sạch và sẽ được đưa vào nội soi. Khi nội soi thì bệnh nhân sẽ nằm nghiêng sang trái và bác sĩ sẽ đưa một cái ống soi vào trong từ hậu môn đi lên trên đường ruột của mình. Và trong lúc soi thì bệnh nhân sẽ có cảm giác chướng bụng, đầy hơi và có thể hơi đau tức. Theo dõi cộng đồng Doctor Network để không bỏ lỡ thông tin y tế quan trọng. Cái vấn đề đau là một trong những cái vấn đề mà quý vị khán giả đang sắp đi nội soi á sẽ rất là lo lắng luôn, và bản thân Tú Duyên cũng như vậy luôn ha. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những đối tượng nào nên thực hiện cái việc nội soi đại tràng này ạ? Những đối tượng mà có những cái triệu chứng về đường tiêu hóa dưới, ví dụ như là đi cầu ra máu, rối loạn đi tiêu hoặc là đau bụng thì nên đi nội soi đại trực tràng. Còn đối tượng thứ hai nữa đó là những đối tượng mà không có triệu chứng, thì những đối tượng không có triệu chứng thì có, nếu mà có nguy cơ ví dụ như là ba mẹ bị ung thư đại trực tràng, anh chị em bị ung thư đại trực tràng cũng nên đi soi. Và những cái đối tượng thứ ba nữa đó là nếu mà không có nguy cơ về ba mẹ anh chị em bị ung thư đại trực tràng thì trên 45 tuổi cũng nên đi soi để tầm soát những cái ung thư đại trực tràng. Dạ, vậy thì nội soi đại tràng nó khác gì so với những cái phương pháp chẩn đoán khác, ví dụ như là chụp CT hoặc là chụp MRI ạ? Chụp CT và MRI thì chúng ta dùng cái tia X và cái hệ thống cộng hưởng từ, dùng từ trường kết hợp với cái hệ thống máy tính để cho ra những cái hình ảnh, và thông qua đó bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, có thể dựa trên những hình ảnh đó chẩn đoán những các bệnh lý. Còn nội soi đại trực tràng thì chúng ta sẽ quan sát được trực tiếp bên trong lòng của đại tràng. Thì mỗi cái phương pháp nó có mỗi một cái giá trị riêng và tùy thuộc vào cái bệnh lý mà bác sĩ sẽ cho chỉ định nội soi đại tràng hoặc là chụp CT, MRI hoặc là kết hợp cả hai phương pháp trên. Mọi người vẫn hay nói là cái việc nội soi được xem là tiêu chuẩn vàng. Vậy thì theo bác sĩ tại sao lại nói như vậy ạ? Việc nội soi được gọi là tiêu chuẩn vàng bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là nội soi chúng ta có thể can thiệp được trực tiếp. Nếu mà phát hiện những cái tổn thương mà những cái phương pháp như khác như là CT, MRI chúng ta không thể can thiệp. Cái thứ hai nữa là khi những cái phương pháp khác nó có dấu hiệu bất thường, ví dụ như xét nghiệm phân nó có dấu hiệu bất thường thì bắt buộc chúng ta cũng phải nội soi đại trực tràng. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là trước và sau khi thực hiện nội soi đại tràng, người bệnh cần phải chuẩn bị và lưu ý những điều gì không ạ? Trước khi nội soi đại trực tràng một ngày thì người bệnh cần hạn chế ăn những cái thực phẩm có chất xơ, ví dụ như rau củ, trái cây có những cái hạt nhỏ, ví dụ như là thanh long, và tránh uống những cái loại thực phẩm có màu. Và sau khi nội soi thì sẽ có cảm giác chướng bụng, đầy hơi, một đau bụng. Ngoài ra nếu mà có cắt polyp thì có thể đi cầu ra ít máu, nhưng đây là những cái triệu chứng rất là bình thường. Nếu mà có những cái triệu chứng đau bụng dữ dội hoặc là đi cầu ra máu nhiều thì cần phải quay lại tái khám liền. Dạ, vừa rồi thì bác sĩ đã chia sẻ những cái triệu chứng cũng như là những cái lưu ý. Thì quý vị khán giả đang xem chương trình, mọi người hãy gọi giống như là mình note lại để mình có thể chuẩn bị thật là tốt trước khi mà mình đi nội soi đại tràng nhé. Và hồi nãy như bác sĩ chia sẻ thì khi mà trong cái quá trình mình nội soi là lâu lâu mình sẽ bị chướng bụng hoặc là đau bụng. Vậy thì có những cái biện pháp nào giúp giảm đau hoặc là an thần cho người bệnh trong cái lúc mà mình nội soi không ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều loại thuốc an thần giảm đau và rất nhiều cơ sở y tế hiện nay đã áp dụng cái biện pháp nội soi không đau. Bệnh nhân sẽ được chích một cái mũi thuốc giảm đau trước khi thực hiện cái quá trình này khoảng từ 3 tới 5 phút để cho bệnh nhân không có đau đớn gì trong cái quá trình nội soi này hết. Dạ, vậy thì trong cái quá trình mà mình nội soi thì nếu như mà mình phát hiện ra là polyp hoặc là tổn thương trong cái quá trình nội soi thì bác sĩ có thể là mình can thiệp ngay lập tức hay không, hay là những cái can thiệp đó nó có gây nguy hiểm hay không ạ? Nếu mà có phát hiện những cái tổn thương hoặc là những cái polyp thì trong quá trình nội soi thì tùy thuộc vào cái kích thước, hình dạng và cái tổn thương đó và cái tiền sử bệnh của bệnh nhân, và bác sĩ có thể can thiệp một số cái thủ thuật ví dụ như là sinh thiết hoặc là cắt polyp. Những cái thủ thuật đó nó sẽ có một số nguy cơ nhưng mà tỷ lệ những cái nguy cơ đó rất là thấp.
Dạ, hiện nay thì có nhiều người cho rằng là cái việc mà nội soi đại tràng là chỉ cần thiết khi mà chúng ta có triệu chứng thôi. Thì bác sĩ nghĩ sao về điều này? Điều này đúng nhưng mà chưa đủ. Dạ. Như đã chia sẻ thì đối với những người trẻ dưới 45 tuổi thì nếu mà chúng ta không có triệu chứng gì hết thì chúng ta chưa nhất thiết phải đi nội soi đại trực tràng. Còn đối với những người mà đã trên 45 tuổi thì chúng ta nên đi nội soi đại trực tràng để tầm soát ung thư. Hoặc là những người có tiền căn gia đình bị ung thư đại trực tràng thì cũng nên đi nội soi để tầm soát. Dạ, vậy thì chúng ta có thể thay thế cái việc nội soi đại tràng bằng những cái phương pháp khác, ví dụ như là xét nghiệm phân hay là xét nghiệm máu không bác sĩ? Có rất là nhiều xét nghiệm để chẩn đoán cái bệnh lý đại trực tràng như là xét nghiệm phân, xét nghiệm máu. Nhưng mà hiện nay thì nội soi đại trực tràng gần như là thay thế những cái phương pháp đó, bởi vì những cái hiệu quả của nội soi đại trực tràng nó cao hơn rất là nhiều. Dr. Assistant, trợ lý bác sĩ ảo, giúp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh và hiểu bạn qua giọng nói. Dạ thưa bác sĩ, có thông tin cho rằng là nội soi đại tràng có thể gây tổn thương niêm mạc đại tràng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh sau này. Thì bác sĩ đánh giá sao về ý kiến này ạ? Như chúng ta đã biết là nội soi đại tràng là chúng ta sẽ dùng một cái ống nội soi mềm. Nên vì vậy những cái tỷ lệ mà tổn thương về niêm mạc đại tràng là gần như không có. Và nếu có đó là chỉ là những cái tổn thương ở bề mặt và chúng sẽ phục hồi rất là nhanh chóng. Vì vậy việc nội soi đại tràng làm tăng nguy cơ bệnh lý đại trực tràng là không có thể. Có những cái phương pháp dân gian được cho là giúp làm sạch đại tràng mà không cần nội soi. Ví dụ như là mình thục tháo ruột nè, hoặc là mình uống thảo dược. Thì điều này có thể thay thế kết quả nội soi không thưa bác sĩ? Cái việc uống thuốc sổ hay là uống thuốc thảo dược thì không thể nào mà thay thế bằng việc nội soi đại tràng. Bởi vì chúng ta uống thuốc sổ thì chúng chỉ làm sạch phân đi ra ngoài. Những cái tổn thương ví dụ như polyp, những cái u thì không có thể nào được đi ra ngoài được. Và việc thục tháo nó làm cho chúng ta sạch ruột thôi chứ chúng ta không thể nào mà biết những cái tổn thương ở bên trong. Dạ, kính thưa quý vị, như chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì khi mà chúng ta có vấn đề về đại trực tràng thì mọi người nên đến những cái cơ sở để mà mình nội soi, mình thăm khám ha. Những cái phương pháp dân gian nó chỉ giúp làm sạch thôi chứ nó không có điều trị tận gốc. Dạ thưa bác sĩ, hiện nay thì có một số người rất là lo lắng về cái việc là mình sử dụng thuốc mê hoặc là thuốc gây tê trong cái quá trình mà mình nội soi. Thì theo bác sĩ, cái việc này nó có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài không? Và cái quan điểm này là đúng hay sai? Thì hiện nay có rất nhiều cơ sở y tế đã sử dụng thuốc mê trong nội soi, thì thuốc mê hiện tại chưa có một cái bằng chứng nào báo là có gây ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài hết, nhưng mà hiệu quả của thuốc mê đem lại thì rất là nhiều. Dạ, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi mà các bạn khán giả đã gửi về cho chương trình ha. Tôi 50 tuổi và gia đình tôi không có ai có tiền sử mắc bệnh ung thư đại tràng, vậy tôi có cần đi nội soi đại tràng định kỳ không? Như đã chia sẻ thì cô chú đã trên 45 tuổi thì nên đi nội soi đại trực tràng để tầm soát. Câu hỏi tiếp theo của một bạn khán giả nữa. Tôi phát hiện ra polyp đại tràng khi nội soi định kỳ nhưng không có triệu chứng gì trước đó. Liệu polyp có thể tự mất đi hay không? Hay là lúc nào mình cũng cần phải cắt bỏ? Điều này có phải là dấu hiệu sớm của việc ung thư không thưa bác sĩ? Hầu như những cái polyp chúng ta đều phải cắt đi. Chỉ một số trường hợp polyp do viêm thì sau khi uống thuốc thì nó có thể tự hết, nhưng mà đó là những trường hợp rất hiếm. Và cái polyp đại trực tràng nó không phải là dấu hiệu báo hiệu ung thư, bởi vì không phải tất cả các polyp đều chuyển thành ung thư. Nhưng nếu mà có polyp nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị ung thư đại trực tràng của bạn hơn. Vì vậy việc tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ theo lịch của bác sĩ là rất cần thiết để chúng ta giảm thiểu cái nguy cơ đó. Một câu hỏi mà một vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Người nhà tôi bị mắc bệnh Crohn và đã được nội soi vài lần theo dõi tình trạng. Chúng tôi rất là lo lắng về nguy cơ bệnh tiến triển thành ung thư đại tràng. Vậy thì việc nội soi đại tràng cần được thực hiện với tần suất như thế nào để đảm bảo an toàn và phát hiện kịp thời các biến chứng vậy thưa bác sĩ? Bệnh Crohn là một trong những cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái tỷ lệ ung thư đại trực tràng đối với người bệnh. Thông thường để tầm soát ung thư đại trực tràng trên bệnh Crohn thì tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh, độ tuổi của bệnh nhân và chúng ta có cái thời gian tầm soát nó khác nhau. Dạ. Thông thường thì khoảng 8 năm kể từ khi có những cái triệu chứng đầu tiên của bệnh Crohn thì chúng ta sẽ nội soi đại tràng để tầm soát ung thư. Và tùy thuộc vào cái kết quả lần nội soi đầu tiên mà chúng ta sẽ có những cái lần nội soi tiếp theo để kiểm tra.
Dạ, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng với Tú Duyên để chia sẻ đến quý vị khán giả rất là nhiều thông tin bổ ích. Chương trình có một món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho bác sĩ. Đó chính là voucher ứng dụng AI Doctor Assistant, trợ lý đắc lực cho bác sĩ tích hợp công nghệ AI tiên tiến nhất. Với ứng dụng này thì bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu thông tin, tài liệu y khoa mới nhất kèm theo trích dẫn và lưu trữ, phân loại hồ sơ bệnh án một cách hiệu quả. Xin được gửi tặng cho bác sĩ ạ. Cảm ơn Tú Duyên và cảm ơn chương trình Bác sĩ nói gì. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ nói gì cũng đã hết. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Tú Duyên cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với chương trình trong số phát sóng lần này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.